Những lần mỹ nhân Hoa Ngữ phải xí hổ vì bị đánh giá kém hơn cả diễn viên đóng thế. Đẹp như Lưu Diệc Phi cũng có lúc bị diễm áp. Triệu Lệ Dĩnh gặp chúng đối thủ nặng ký. Với dàn diễn viên Hoa Ngữ bây giờ, việc sử dụng diễn viên đóng thế khi quay phim chẳng còn là điều lạ lùng nữa. Thông thường, vai trò của diễn viên đóng thế chỉ là thực hiện dùng những cảnh quay lấp ló hay sau lưng cho nhân vật chính, chẳng cần phải quá xinh đẹp. Thế nhưng, lại có những thế thân khiến dàn mỹ nhân Cbiz phải lao đao vì sở hữu ngoại hình được đánh giá là vượt trội hơn chính chủ đó. Nếu không tin, mọi người hãy cùng tìm hiểu thử nhé. Angela Baby. Cô Phương Bất Tự Thưởng là tác phẩm khiến hình tượng của Angela Baby kém dần trong mắt khán giả. Bởi trong tác phẩm này, bà xã của Huỳnh Hiểu Minh đã khoe trọn lối diễn giả chân cùng sự làm biếng trong công việc, toàn quay trong phòng phông xanh rồi nhờ đến tổ kỹ xảo cắt ghép ngoại cảnh mà thôi. Không chỉ thế, Angela Baby còn từng lao đao vì điều tiếng ghen tị với diễn viên đóng thế. Bởi theo lời tố của Châu Văn Vũ thì cô bị đuổi ra khỏi đoàn phim chỉ vì nữ chính không thích việc có thế thân sở hữu dáng người quyến rũ hơn nó. Thực hư tin tức thế nào thì chẳng ai rõ, nhưng đúng là dáng người của Châu Văn Vũ đáng ghen tị thật. Trần Nghiên Hy. Tài nhập vai của Trần Nghiên Hy là điều mà chẳng ai có thể phủ nhận được. Bởi thế mà cô mới có thể chinh phục khán giả khi hóa Thẩm Giai Nghi trong Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi. Tuy nhiên, sai lầm của Trần Nghiên Hy là chọn vai không hợp với ngoại hình để rồi mất duyên khán giả khi hóa Tiểu Long Nữ của Thần Điêu Đại Hiệp đó. Vẻ tròn trĩnh không hợp vai Tiểu Long Nữ thoát tục, lại thêm tạo hình đùi gà khiến toàn bộ ưu thế ngoại hình của Trần Nghiên Hy bay biến hết. Dường như cảm thấy combo ấy chưa đủ, Vu Chính còn kiếm thêm diễn viên đóng thế có ngoại hình xinh xẻo quá mức, khiến Trần Nghiên Hy bị lấn át hoàn toàn. Khi ấy, nhiều người còn than thở, thà để cô gái này vào vai Tiểu Long Nữ còn hơn. Lưu Diệc Phi. Nhan sắc lẫn khí chất của Lưu Diệc Phi vốn là lẽ hiển nhiên trong Cbiz, người ta có thể đánh giá thấp diễn xuất của cô, nhưng không thể dối lòng mà nói thần tiên tỷ tỷ không xinh đẹp. Thế nên, chẳng ai ngờ được, khi trở thành công chúa Disney và hóa thiếu nữ giả trang để tòng quân, Lưu Diệc Phi lại vấp phải nhiều lời cay đắng mới lạ chứ. Ngoài lý do là diễn xuất của thần tiên tỷ tỷ không thuyết phục, còn bởi cô gặp phải diễn viên đóng thế quá mức vượt trội nữa cơ. Theo người ta hé lộ thì cô gái Lưu Á Tây này là người đã diễn thay Lưu Diệc Phi trong 90% cảnh hành động. Đã có thân thủ vượt trội thì chớ, đến nhan sắc lẫn khí chất của cô đều cực kỳ hút mắt, được đánh giá là ăn đứt đàn chị. Triệu Lệ Dĩnh. Thời gian này, Triệu Lệ Dĩnh và dự án tiên hiệp mới nhất là Giữ Phượng Hành đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Với màn bùng nổ về thành tích và chỉ số mạng, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh được địa vị số 1 của mình trong làng phim xứ Trung cũng như tài gánh phim đáng nể. Tuy nhiên, đi cùng với độ hot của phim là những lời bình luận không hay về tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh. Bởi người ta cho rằng cô quá dừ để làm nữ chính tiên hiệp, dùng filter lố nhằm xóa đi dấu hiệu tuổi tác. Khi hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh chụp với diễn viên đóng thế được hé lộ, nhiều người còn cho rằng mỹ nhân họ Triệu thua kém đàn em về nhan sắc và vẻ thanh xuân nữa đó. Nhìn sơ qua cũng có vẻ hợp lý nhỉ, bởi cô gái trẻ này đúng là sở hữu ngũ quan xinh xắn thật, khí chất cũng rất hợp phim tiên hiệp. Còn Triệu Lệ Dĩnh dù sao cũng đã U40 rồi, không còn phù hợp với thể loại phim như thế nữa.